bạn, mình là Thanh Mẫn. Rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong bản tin Văn Lang News số 5, số đầu tiên trong tháng 8. Trong tuần qua, chuyển động đời sống Văn Lang vô cùng sôi động nha các bạn. Toàn trường đang tất bật chuẩn bị cho năm học mới, vừa nô nức tuyển sinh mùa cao điểm. Nhưng mà khoan nha, trước khi đến với những thông tin dành cho khóa 27, chúng ta hãy cùng Văn Lang News đi đến với những tin tức sự kiện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong tuần qua nhé. Tuần qua, Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Visayas đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo khảo sát của IRIS, Visayas thuộc top 20 trường đại học hàng đầu Philippines chuyên về lĩnh vực nghiên cứu. Hơn 200 cán bộ, giảng viên, nhân viên Văn Lang đã tham gia buổi tập huấn online chủ đề chuẩn nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế dưới sự dẫn dắt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu. Nhà trường khuyến khích các thầy cô tham gia nghiên cứu, hướng dẫn tạo profile trên Google Scholar, thúc đẩy số lượng nghiên cứu công bố và cải thiện chất lượng công bố, nâng cao vị thế Văn Lang trên trường quốc tế. Là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tại Văn Lang, Khoa Công nghệ tiếp tục trình làng một đề tài nghiên cứu khoa học mới về chất thải công nghiệp thông thường. Đề tài do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh chủ trì thực hiện cùng các giảng viên sinh viên khóa 23 và học viên cao học. Đề tài nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh này là được thực hiện theo đặt hàng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất thành phố Hồ Chí Minh HEPSA. Chúng tôi đang hướng dẫn 3 học viên cao học và đã hoàn tất việc hướng dẫn 8 em sinh viên tốt nghiệp vào tháng 6 vừa rồi. Các em có cái cơ hội nhiều hơn để thực hiện hóa những cái điều mà mình học trên sách vở vào trong cái điều kiện thực tế, có cái cơ hội để lồng ghép, để đưa ra các cái giải pháp một cách tổng thể, không những chỉ có đạt các cái tiêu chí về môi trường mà còn phải phù hợp với các cái tiêu chí về mặt kinh tế, về mặt xã hội, để đưa ra được một cái giải pháp hoàn chỉnh trong một cái bối cảnh nhất định. Thì thông qua cái hoạt động này thì tôi thấy rằng các em rất là hứng thú để thực hiện nó, cũng như là có những cái trải nghiệm sâu hơn và có những cái hành động nó mang cái tính thiết thực hơn. Các cái sản phẩm nghiên cứu của các em là những cái sản phẩm mà sử dụng ngay và được luôn ở cái thời điểm hiện tại, chứ không hẳn chỉ là những cái nghiên cứu trên sách vở. Đầu tiên thì Mỹ xin chia sẻ thì đây là một đề tài mang tính quy mô rất là lớn. Nhóm Mỹ thì chỉ thực hiện một hạng mục nhỏ trong đề tài là xác định thành phần và đặc tính các bùn thải phát sinh từ các ngành nghề khác nhau, và từ đó đưa ra các phương pháp tốt nhất cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh để nhằm tránh lãng phí các nguồn tài nguyên quý giá này. Thì nhóm Mỹ là thực hiện các cuộc khảo sát và lấy mẫu 7 khu công nghiệp với sự hướng dẫn của các thầy cô ở khoa công nghệ trường Đại học Văn Lang. Qua lần trải nghiệm lần này, Mỹ nghĩ là có thể hoàn thiện phần lớn các kỹ năng của một người làm ngành môi trường. Cảm ơn tập thể lớp K3M đã cùng nhau hỗ trợ, san sẻ để thực hiện đề tài này. Và đây là kỷ niệm không bao giờ quên trong những thời sinh viên của Mỹ. Khoa Công nghệ ô tô đã nghiệm thu hoạt động nghiên cứu khoa học của hai đề tài nghiên cứu trạng thái ứng xử của ống thành mỏng do Tiến sĩ Trần Trọng Nhân chủ nhiệm và thiết kế mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp đánh bền bằng điện thoại smartphone do Thạc sĩ Đỗ Kim Hoàng chủ nhiệm. Với sự đầu tư chỉnh chu, hai đề tài sẽ được công bố trên tạp chí khoa học trong nước. Trong tình hình dịch bệnh, sức khỏe hiện là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Khoa Y tổ chức buổi hội thảo khoa học online với chủ đề thiết thực, với sự tham gia của 3 diễn giả là 3 bác sĩ đang công tác tại khoa Y. Khoa Công nghệ tổ chức seminar học thuật hấp dẫn với diễn giả là Tiến sĩ Phan Hải Triều, với kinh nghiệm 10 năm tham gia các hoạt động nghiên cứu quốc tế lâm sàng tại Đại học Oxford. Thầy đã thực hiện và giới thiệu đến sinh viên khoa các phương pháp thu nhập mẫu, phương pháp PCR hiện đại và phân tích kết quả đạt được. Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức workshop trong nội dung môn học Quản trị sự thay đổi trong tổ chức do Thạc sĩ Phạm Thiên Vũ phụ trách. Sinh viên được học hỏi kinh nghiệm chia sẻ từ hai vị khách mời dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bàn luận về định hướng mới cho doanh nghiệp trong giai đoạn quay trở lại sau mùa dịch bệnh. Khoa Thương mại tổ chức buổi hội thảo online với chủ đề ngành marketing cùng diễn giả Võ Thái Thảo, cũng là cựu sinh viên Văn Lang. Buổi học đem đến cái nhìn thực tế về công việc của một marketer đang muốn bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực marketing ở thị trường Việt Nam.
Khoa Răng Hàm Mặt tổ chức buổi học thực hành điêu khắc răng qua hình thức livestream với sự giảng dạy của tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Nguyên Ni, trưởng bộ môn nha khoa cơ sở. Buổi học online không chỉ thu hút nhiều sự quan tâm của sinh viên, bác sĩ chuyên ngành mà còn thu hút các bạn tân sinh viên khóa 27 trải nghiệm giờ thực hành của ngành học tương lai. Hỏi vừa mới ra lò này các bạn ơi, đây là quyển tạp chí sinh viên Văn Lang tháng 7. Tạp chí sinh viên Văn Lang sẽ được phát hành vào mỗi cuối tháng và đến nay đã được 8 số tạp chí đặc quyền dành cho sinh viên trường mình rồi đó nha. Mình cũng mới vừa ngó qua chủ đề của số tạp chí tháng này, đó là một chủ đề vô cùng ý nghĩa: Sharing is caring, chia sẻ là quan tâm. Mỗi ngày lại thêm biết bao nhiêu những tấm gương người tốt việc tốt. Trong bản tin Văn Lang nêu tuần này, chúng ta sẽ khám phá thêm những câu chuyện mới nha. Những phần quà hỗ trợ sinh viên Văn Lang gặp khó khăn ở thành phố tiếp tục được chuyển đến tận tay các bạn tuần qua. Khoa Công nghệ Thông tin đã trao tặng 59 phần quà thực phẩm thiết yếu và tiền mặt. Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông hỗ trợ 55 phần quà nhu yếu phẩm. Đây là sự đóng góp của thầy cô, các mạnh thường quân và sự nỗ lực của các bạn ban chấp hành đoàn hội khoa. Khoa Công nghệ Ô tô đã tổ chức chương trình từ thiện trao tặng 100 phần quà gồm gạo và trứng giúp đỡ những gia đình công nhân trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương. Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông sau thời gian tất bật cũng đã chính thức gửi trao 87 triệu tia nắng ấm áp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến các chiến binh ngày đêm vất vả nơi tâm dịch. Nắng năm nay cảm thấy rất là may mắn khi nhận được rất nhiều sự yêu thương từ tất cả mọi người. Đã thu về được số nắng của mình là 87.101 tia nắng đến từ 2.137 mặt trời, là các thầy cô, các anh chị cùng sinh viên khoa bạn và sinh viên khoa quan hệ công chúng và truyền thông. Do là tình hình dịch ngày càng phức tạp khiến nắng bị trì hoãn liên tục, nhưng mà vì tất cả những sự yêu thương từ tất cả mọi người nên nắng đã lan tỏa được tình yêu thương đến các y bác sĩ và các bạn tình nguyện viên và đã hoàn thành được sứ mệnh của nắng 2021. Nắng thì luôn luôn ở đây và mong muốn là mọi người hãy cùng nắng lan tỏa những điều tốt đẹp tới tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tại nắng 2022. Văn Lang News xin được kết lại những câu chuyện đẹp mùa Covid bằng hình ảnh giản dị mà phi thường của bạn Phạm Tùng Lâm, cựu sinh viên khóa 17 ngành thiết kế công nghiệp. Một mình Lâm mỗi ngày rong ruổi khắp các tuyến đường Sài Gòn trên chiếc xe máy, tặng bà con lao động và cả người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa thức ăn, khẩu trang. Chứng kiến hành động đẹp của người học trò, người bạn học, người anh lão làng của Hà Sắc Mỹ Thuật, người Văn Lang đều bày tỏ sự khâm phục. Đúng chất sinh viên của Lâm rồi, không lẫn vào đâu được. Em mới đi đường Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh nè, em mới một vòng nè, hồi nãy Lê Văn Khương nữa. Tặng cho ai? Dạ em tặng cho mấy người lang thang cơ nhở, mấy người bán vé số. Tặng cho chốt hộp nào không? Nói gì cho nhanh gọn không? Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, gán hết dịch rồi tìm đường về về quê nghe. Nè chú ơi, cho chú học khẩu trang đeo nữa. Dạ, giữ sức khỏe nghe. Mong bạn Lâm ống hút giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cháy hết mình với những đóng góp âm thầm cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Một tin vui đầu năm học mới dành cho các bạn sinh viên nè. Nhà trường đã thông báo tuyển dụng sinh viên tham gia hoạt động trợ lý giảng dạy học kỳ mới sau thành công của học kỳ trước. Đợt 1, 310 bạn sinh viên đã tham gia trợ giảng 94 học phần, đồng nhất là các môn kỹ năng mềm và quốc phòng. Các bạn được cấp chứng nhận TA và hỗ trợ thù lao từ nhà trường. Đây là cơ hội đóng góp cho sự phát triển học thuật của cộng đồng sinh viên Văn Lang, chia sẻ kiến thức và gia tăng kỹ năng làm việc trong môi trường thực tế. Các bạn xem thông báo tuyển dụng trên fanpage trường và nhanh tay nộp CV trước ngày 6 tháng 8 nhé! Đợt bầu chọn sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Văn Lang năm 2021 đã hoàn thành với gần 650 gương mặt sinh viên tiêu biểu đại diện cấp khoa. Sinh viên tiêu biểu là một trong những danh hiệu thi đua được mong chờ mỗi năm mà nhiều bạn sinh viên Văn Lang phấn đấu đạt được. Với tiêu chí điểm học tập từ 7.0 và điểm rèn luyện từ 75 trở lên để đến với vòng bình chọn các cấp. Chúc các bạn luôn giữ phong độ, tiến tới đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu cấp trường vào danh sách đoàn sinh viên đại diện tham quan và học tập tại Đền Hùng ở Phú Thọ năm 2021 nha. Quay trở lại với thông tin dành cho UXX khóa 27 nè. Sáng nay, Trường Đại học Văn Lang vừa công bố điểm chuẩn xét học bạ đợt 4, mức điểm tăng ở 3 ngành, quan hệ công chúng 24 điểm, marketing 22 điểm, quản trị kinh doanh 21 điểm.
Mức điểm trúng tuyển đợt 4 cũng là mức điểm nhận hồ sơ xét học bạ đợt 5 từ ngày 2 đến ngày 25 tháng 8. Các bạn trúng tuyển bằng điểm học bạ đợt 1, 2, 3, 4 và trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực đợt 1, 2 sẽ được nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 8 nhé. Văn Lan chào đón các em về nhà chung. Câu chuyện hot nhất tuần qua của Văn Lan hẳn là học phí dành cho khóa 27. Mức học phí học kỳ 1 trường đưa ra đã khiến nhiều bạn tân sinh viên an tâm khi không chênh lệch nhiều với mức học phí nhập học của khóa 26. Chính sách học phí khóa 27 cũng có nhiều nét tương đồng so với khóa 26. Hàng năm, trường Đại học Văn Lan tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, tăng cường chương trình trải nghiệm, nâng cao năng lực ngoại ngữ, đem lại giá trị tăng thêm cho người học. Từ năm học thứ 2, học phí có thể được điều chỉnh nhưng nếu tăng thì không quá 8% so với đơn giá tín chỉ năm học trước đó. Trừ học phí ngành răng hàm mặt xíu úp xíu đau như mặt bằng chung ngành này, tân sinh viên các ngành khác đều feedback khá tốt về mức học phí năm nay của Văn Lan. Chỉ còn một vài tháng nữa mình sẽ trở thành tân sinh viên của Văn Lan, và ngành của mình lựa chọn đó chính là kỹ thuật phần mềm. Mình thấy học phí năm nay của ngành mình khá là ổn và không có sự chênh lệch nhiều so với năm ngoái, và bố mẹ mình cũng hoàn toàn đồng ý với điều đó. Lúc đầu thì mình cũng hơi lo vì học phí, sợ học phí cao, nhưng giờ mình cũng đỡ lo rồi. Ba mẹ thì cũng nói là học phí năm nay cũng phù hợp với gia đình. Em thấy học phí so với tất cả trường công lập thì nó khá là đắt đỏ, nhưng mà bù lại em sẽ có một cơ sở vật chất tốt, chất lượng giảng dạy tuyệt vời và các câu lạc bộ tham gia để thể hiện tài năng. Thân. Và em cảm thấy mức học phí mà trường đưa ra thì nó xứng đáng với lại chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất của trường. Sau khi quá trình tìm hiểu qua các bài báo, các bài review của các anh chị đi trước, em đã giải thích và đưa nó cho mẹ của em, thì mẹ của em đã yên tâm phần nào vì thấy tỷ lệ ra trường có việc làm của các anh chị cũng như là cái sự ổn định của các anh chị sau khi học ở trường và sau khi ra trường thì mẹ em đã rất yên tâm và nghĩ rằng bỏ ra một số tiền như vậy, học ở một ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, hiện đại phục vụ cho con của mình như thế, có vẻ là khá là xứng đáng. Học phí của ngành em năm nay có tăng khá cao so với năm ngoái, và nếu có thể em hy vọng nhà trường sẽ có chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên tụi em năm nay, tại vì năm nay tụi em nhập học vào thời kỳ dịch bệnh cho nên là nền kinh tế cũng có ảnh hưởng. Thì mình cũng đã thông báo cho gia đình mình và ba mẹ mình cũng không có ý kiến gì sau khi được mình giải thích cho về các cơ sở vật chất của nhà trường tạo điều kiện cho mình. Và thì ba mẹ mình cũng đã đồng ý và tạo điều kiện cho mình để nhập học. Hẹn gặp các bạn ở Văn Lan. Mình trở thành sinh viên Văn Lan, mình sẽ cố gắng học tập thật là tốt và tận dụng hết các điều kiện mà trường đại học Văn Lan đã tạo cho mình. Và mình hy vọng là dịch ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ mau chóng kết thúc để mình sớm trở lại trường và học tập, cũng như là làm quen với các bạn trong môi trường ngành học của mình. Học phí một học kỳ tương ứng với số tín chỉ của sinh viên đăng ký trong học kỳ đó. Dù mỗi sinh viên có thể đăng ký các môn học khác nhau trong từng học kỳ, thì tổng số tín chỉ sinh viên cần tích lũy trong toàn khóa học với mỗi ngành đều cố định và được thông báo từ đầu khóa cho sinh viên qua giấy báo nhập học. Tổng số tín chỉ trong chương trình đào tạo của các ngành khóa 27 dao động từ 122 đến 223 tín chỉ. Chắc hẳn khi nhìn vào bảng học phí, nhiều bạn sẽ thắc mắc về mức dao động đơn giá tín chỉ. Đây là điểm khác biệt của cách tính học phí khóa 27. Mời các bạn cùng tìm lời giải đáp uy tín từ phòng đào tạo nhé! Cái học phí của một ngành nó phụ thuộc vào cái chi phí xây dựng, thiết kế và thực hiện cái chương trình đào tạo trong cả một cái khóa học. Một cái chương trình đào tạo có ít nhất là 50 cái môn học. Có nhiều ngành như những ngành mà đào tạo 6 năm là có gần cả 100 cái môn học. Một môn học thường có số tín chỉ là từ 2 cho tới là 4 tín chỉ. Cái đơn giản đối với những cái môn học ở cái giai đoạn đại cương á, thì người ta lấy cái mốc chuẩn đó, và những cái môn học ở cái giai đoạn chuyên ngành cao hơn thì người ta sẽ nhân theo cái hệ số. Ví dụ như chẳng hạn như cái đơn giản của một tín chỉ của một môn học ở giai đoạn là đại cương, những môn chung là hệ số 1, thì đơn giá của những cái môn học ở giai đoạn ngành và chuyên ngành có thể là hệ số là 1.2
hoặc là 1.5. Người ta thiết kế một khóa học như vậy thường có là 12 học kỳ. Bình quân một năm học là có 3 cái học kỳ. Vậy thì một năm học, một khóa học nếu 4 năm thì chúng ta có 12 cái học kỳ. Vậy thì khoa sẽ thiết kế cái khối lượng chương trình đào tạo sẽ chia đều hoặc là thiết kế theo cái lộ trình mẫu của khoa đưa ra để đảm bảo rằng là một sinh viên sau 4 năm học, 3 năm học hoặc 5 năm học, 6 năm học thì sinh viên sẽ tải hết chương trình đào tạo và tốt nghiệp đúng hạn. Tuy nhiên sinh viên có quyền đăng ký học là chậm hoặc là học nhanh thì cái số tín chỉ nó dao động là cao hơn mức bình quân hoặc thấp hơn mức bình quân. Hiện nay thường phòng đào tạo đưa ra cái số tín chỉ cho một học kỳ là dao động là từ 10 tín chỉ cho đến là 25 tín chỉ cho những trường hợp sinh viên có khả năng học lực tốt, cho nên các em có thể đăng ký là học nhanh. Và tương tự như vậy, do cái nhu cầu và cái điều kiện học tập của cá nhân của sinh viên ấy, sinh viên có thể đăng ký học chậm lại, cho nên cái số tín chỉ nó sẽ thấp. Vậy thì về nguyên tắc đó thì nếu đăng ký nhiều số tín chỉ thì sinh viên sẽ đóng học phí trong học kỳ đó nhiều lên, còn nếu đăng ký ít hơn thì sinh viên sẽ đóng học phí ít hơn so với cái mức bình quân mà cái lộ trình mẫu đưa ra khoảng cỡ là 13 cho tới là 15 tín chỉ mỗi học kỳ. Trong điều kiện làm việc mùa giãn cách xã hội, mọi chuyện đều khó khăn, bất tiện, các nhân viên nhiều đơn vị trong trường đã phối hợp và nỗ lực để thực hiện núi công việc, kịp chuẩn bị quy trình nhập học online đợt 1 cho khóa 27 từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 8. Hôm nay, ngày 1 tháng 8, giấy báo trúng tuyển đang bắt đầu từ đầu cầu Văn Lang chuyển đến thí sinh mọi miền tổ quốc. Các bạn có thể nhận được trước ngày 10 tháng 8 nhé. Trong thời gian chờ đợi nhận giấy báo nhập học bản chính thức, tất cả thí sinh trúng tuyển có thể dễ dàng tra cứu giấy báo nhập học điện tử online tại địa chỉ này nhé. Với thí sinh trúng tuyển 15 ngành có chương trình đào tạo đặc biệt, Văn Lang gửi kèm giấy báo nhập học một quyển sổ tay chương trình đào tạo gửi tặng khóa 27. Đây là dịp để quý phụ huynh và các bạn dành thời gian tìm hiểu về đặc trưng của mỗi chương trình học tại Văn Lang để lựa chọn phù hợp. Các bạn quan tâm có thể đọc phiên bản online của ấn phẩm này nhé. Khi các bạn đã chọn được chương trình học tập như mong đợi, việc còn lại là chuẩn bị nhập học thôi. Fanpage Trường Đại học Văn Lang đã đăng video hướng dẫn quy trình nhập học online cương xỉu dành cho khóa 27, tường tận 5 bước, tư nhận và tra cứu giấy báo nhập học, đóng học phí, lệ phí, khai báo hồ sơ sinh viên trực tuyến, nhận mã số sinh viên và email sinh viên. Các bạn xem lại video hoặc bài chi tiết trên website trường nhé. Ai cũng mong đến trường nhập học tập trung, bắt đầu sinh hoạt, học tập. Sau khi tình hình dịch Covid được kiểm soát, nhà trường sẽ thông báo đến các bạn thời gian tự trường. Các anh chị sinh viên Văn Lang khóa trên cũng mong đi học không kém và hào hứng gặp gỡ khóa Úc Cưng 27 lắm đó nha. Bản tin Văn Lang News xin khép lại tại đây với lời chúc bình an tháng 8 đến đại gia đình Văn Lang. Hy vọng mọi người sẽ có thêm thật nhiều năng lượng để hoàn thành những công việc dự định đang ấp ủ. Mong chờ những tin tốt đẹp đến với chúng ta trong bản tin tuần Văn Lang News tuần tới nhé. See you!